Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Để khẩn trương triển khai các giải pháp hiệu quả kịp thời, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế, tăng cường an toàn giao thông, nâng cao hiệu quả khai thác các tuyến đường bộ cao tốc, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu ngay các giải pháp tổ chức giao thông hợp lý, khoa học, hiệu quả và kiểm soát tốt nhất là các hoạt động giao thông để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân. Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế, nhu cầu vận tải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, trong đó tập trung đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe. Đồng thời ra soát bổ sung đầy đủ, đồng bộ các công trình hạ tầng trên tuyến như hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3. Thủ tướng cũng yêu cầu sớm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường ô tô cao tốc trong quý 1, làm căn cứ tổ chức quy hoạch, thiết kế, quản lý đầu tư xây dựng và vận hành an toàn, hiệu quả đường bộ cao tốc. Khẩn trương tổ chức nghiệm thu, quyết toán các dự án đầu tư đường bộ cao tốc có quy mô phân kỳ theo quy định để sớm thực hiện đầu tư nâng cấp lên quy mô cao tốc hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn, quy chuẩn đường bộ cao tốc. Thực hiện đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, nhất là đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe. Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã và đang đầu tư theo quy mô phân kỳ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông Vận tải để ra soát triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc. Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc VEC khẩn trương nghiên cứu đề xuất phương án đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang quản lý khai thác theo quy mô phân kỳ. Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các hành vi gây mất an toàn giao thông, vi phạm pháp luật về giao thông, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải tiếp tục rà soát các điểm đen, điểm tiềm ẩn về tai nạn giao thông để có phương án kịp thời khắc phục, hạn chế tối đa các tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại công điện này nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ. Trên đây là nội dung công điện số 16 CDTTG về việc đẩy nhanh nghiên cứu triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ. Tuy nhiên, nhu cầu vốn cho đầu tư hệ thống đường bộ cao tốc rất lớn, trong khi nguồn lực còn hạn chế, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, vùng, Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương nghiên cứu đề xuất đầu tư một số tuyến đường bộ cao tốc theo quy mô phân kỳ. Sau hai vụ tai nạn giao thông xảy ra liên tiếp trên cao tốc 2 làn xe La Sơn-Túy Loan ngày 23 tháng 1 năm 2024 và Cam Lộ-La Sơn ngày 18 tháng 2 năm 2024, theo lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, bên cạnh việc xác định nguyên nhân tai nạn giao thông cần làm rõ các nguyên nhân khác trên toàn bộ hệ thống giao thông để phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Các cơ quan chức năng sẽ xem xét các nguyên nhân trực tiếp và xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan. Các nguyên nhân chính thức cuối cùng sẽ do cơ quan chức năng công bố, Thông tấn xã Việt Nam thông tin. Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo rõ trong các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, bên cạnh làm rõ các nguyên nhân trực tiếp, cần làm rõ các nguyên nhân khác có liên quan để phục vụ công tác phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông xảy ra tiếp theo. Quá trình này đòi hỏi cơ quan điều tra phải rà soát lại toàn bộ các yếu tố trong hệ thống giao thông, từ quy định, quy tắc, quy chuẩn, phương tiện, người lái, kết cấu hạ tầng, tổ chức giao thông, tuyên truyền, xử phạt. Ngoài ra, theo Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh, sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng sáng ngày 18 tháng 2, trong lúc chờ cơ quan chức năng phân tích, công bố các nguyên nhân, người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho cộng đồng, theo 4 nguyên tắc. Lưu thông trên cao tốc với tốc độ cao, lái xe phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, nắm rõ kiến thức, kỹ năng lái xe, sức khỏe, tình trạng phương tiện tốt và chủ động thu thập thông tin chuyến đi, xác định điểm dừng, nút giao ra khỏi cao tốc. Tiếp đến, lái xe cần chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông về giữ khoảng cách, tuân thủ tốc độ, chuyển làn, chuyển hướng, thắt dây an toàn, không sử dụng điện thoại, sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em và trau dồi kinh nghiệm lái xe trên cao tốc, ban đêm, trời mưa, đường đèo dốc.
Bên cạnh đó, lái xe luôn phải tập trung chủ động giảm tốc, duy trì ở mức hợp lý, kể cả khi có thể đi nhanh hơn. Vì tốc độ giới hạn không có nghĩa là khuyến khích người lái điều khiển xe hướng tới mức tối đa. Các chuyên gia an toàn giao thông thường khuyến cáo đi thấp hơn tốc độ giới hạn, tùy theo điều kiện cụ thể. Lái xe luôn thắt dây an toàn bất cứ khi nào lên xe và tạo thói quen đó cho tất cả mọi người xung quanh. Theo thống kê, dây an toàn có thể giảm tới 45% chấn thương nghiêm trọng và giảm tới 75% rủi ro tử vong. Ngay sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người trong cùng gia đình tử vong, trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng việc tai nạn xảy ra cũng có một phần không nhỏ của việc thiết kế cao tốc hai làn không có giải phân cách cứng, tạo nút thắt cổ chai khi nhập làn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Thông tấn xã Việt Nam thông tin, sau khi kiểm tra trực tiếp hiện trường, hầu hết đại diện các đơn vị tham gia đều nhận định tuyến đường còn quá hẹp, hạ tầng chưa đồng bộ. Đặc biệt, điểm xảy ra tai nạn có hiện trạng nút thắt cổ chai từ 4 làn chuyển thành 2 làn xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cao tốc Cam lộ-La Sơn là tuyến giao thông đường bộ huyết mạch quốc gia. Từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng đến nay, tuyến đường đã giúp chia sẻ 30-40% lưu lượng phương tiện cho quốc lộ 1A, bình quân mỗi ngày từ 4.000-5.000 lượt xe đi qua. Theo ông Ngô Văn Đoán, trưởng Văn phòng Quản lý Đường bộ 2.5, khu Quản lý Đường bộ 2, Bộ Giao thông Vận tải, tuyến Cam lộ-La Sơn đã hoàn thiện xây dựng giai đoạn 1 và được các cơ quan quản lý nghiệm thu đưa vào sử dụng. Đến nay, tất cả công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên được thực hiện theo đúng quy định. Tại các vị trí có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông, đã được đơn vị quản lý phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, khắc phục kịp thời. Tuy nhiên, theo ông Đoán, trên tuyến có các điểm trước giải phân cách từ 4 làn về 2 làn còn bất cập, cần có giải pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn xảy ra. Thiếu tá Dương Xuân Đạt, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông cho rằng một số điểm mối nối từ 2 làn lên 4 làn cần điều chỉnh, bổ sung các cọc tiêu mềm, sơn trắng, vạch đỏ, cảnh báo để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Cái này chúng tôi đã có kiến nghị ngay từ đầu nhưng không được đơn vị quản lý chấp thuận. Bây giờ tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, do đó chúng ta cần phải có giải pháp khắc phục. Thiếu tá Đạt kiến nghị. Ngoài ra, việc còn thiếu hệ thống đèn chiếu sáng trên nhiều vị trí của tuyến đường cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Việc chưa có phương án tổ chức giao thông chính thức khiến lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn trong công tác kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thông, Phó trưởng Công an huyện Phong Điền cho rằng, tuyến cao tốc Cam lộ-La Sơn hiện còn nhiều bất cập về cơ sở hạ tầng. Cao tốc không thể hai làn xe như hiện nay mà ít nhất phải 4 làn, ở giữa phải có giải phân cách cứng, có hệ thống camera giám sát trên tuyến, phủ sóng điện thoại đầy đủ. Hiện trạng tuyến đường như hiện nay buộc chúng ta phải tính toán đến tốc độ phương tiện tham gia giao thông như thế nào cho hợp lý. Nếu vẫn tiếp tục giữ nguyên như hiện nay thì chắc chắn tai nạn sẽ còn xảy ra, Thượng tá Thông chia sẻ. Không chỉ cao tốc Cam lộ-La Sơn gặp nhiều bất cập về cơ sở hạ tầng, đánh đố người tham gia giao thông mà các cao tốc khác trên địa bàn cả nước cũng gặp tình trạng tương tự. Đến nay, ước tính cả nước có hơn 1.700 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, nhưng có khoảng hơn 1/3 trong số này không có trạm dừng nghỉ. Có những con đường cũng được gọi là cao tốc nhưng chỉ có 2 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp và thậm chí cao tốc không có giải phân cách. Tai hại hơn, những con đường cao tốc được thiết kế lạ, lúc 2, 3 làn, lúc chỉ có 1 làn tạo nút thắt cổ chai, chẳng khác nào cái bẫy cho tài xế non tay lái. Những tuyến cao tốc có khác đường bộ chăng chỉ là đường cấm xe hai bánh, xe thô sơ, người đi bộ và tử thần rình rập nhiều hơn. Khi lưu lượng xe đi trên các cao tốc tăng cao thì số lượng tai nạn giao thông trên đó cũng tăng theo. Vụ tai nạn đau lòng trên cao tốc Cam lộ-La Sơn ngày 18 tháng 2 có lẽ ai cũng nhìn thấy bất cập của tuyến cao tốc này. Đường lúc phình to 3 làn, lúc bom nhỏ chỉ còn 1 làn và không có giải phân cách, tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Nhìn lại, cao tốc có đủ biển báo, cảnh báo, nhưng tài xế thiếu quan sát, vượt không đúng quy định. Sau mỗi vụ tai nạn trên cao tốc, người ta thường so sánh với các nước trên thế giới rồi kết luận, lái xe ở nước ta chưa có đầy đủ kỹ năng đi trên đường cao tốc. Thế nhưng nếu không có nút thắt cổ chai kia và con đường có giải phân cách như một cao tốc đúng nghĩa, thì có lẽ ba mạng người đã không ra đi oan uổng. Làm cao tốc là để phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước, đi lại của người dân. Nhưng trước hết, nó cần đảm bảo an toàn. Cao tốc chỉ đạt tiêu chuẩn tốc độ cao và tử thần rình rập nhiều hơn thì điều đó cần xem lại. Không thể lấy lý do thiếu tiền hay tài xế thiếu kỹ năng để biện minh sau mỗi vụ tai nạn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.